Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại với HTech, mình là Sumel và đây là một chiếc tai nghe gaming đến từ thương hiệu EPOS. Cách đây khoảng tầm 2 tuần thì mình còn chưa biết đến sự tồn tại của thương hiệu này cho tới khi nhà phân phối chính thức ở Việt Nam là SV House gửi cho mình chiếc tai nghe này thì mới biết là EPOS là một thương hiệu tai nghe gaming thuộc Sennheiser. Thì mình nghiên cứu một quãng thời gian ngắn thôi, mình đọc ở trên internet thì mình biết rằng là Sennheiser kết hợp với thương hiệu EPOS từ năm 2020. Trước đó thì EPOS là thương hiệu sản xuất các cái sản phẩm audio dành cho doanh nghiệp chủ yếu thôi. Thế còn không có sản phẩm cho người dùng lẻ. Thì bây giờ Sennheiser và EPOS kết hợp với nhau làm ra dòng tai nghe gaming. Tức là bây giờ khi các bạn mua bất kỳ một chiếc tai nghe gaming nào của Sennheiser thì sẽ có logo EPOS ở đây. Và đây là chiếc GSP670 thuộc dòng Gaming Series của Sennheiser. Là một chiếc tai nghe không dây cao cấp. Và vì nó thuộc cái thương hiệu Sennheiser nên chúng ta có thể mường tượng được những cái khả năng thể hiện âm thanh cực kỳ ấn tượng. Và với cái mức giá là hơn 6 triệu đồng, khá là cao cấp, thì chiếc tai nghe này có gì hay? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau intro. Trước khi nhìn sản phẩm, hãy cùng nhau nhìn qua cái hộp GSP670 Gaming Series Wireless. Và wireless này là wireless 100% luôn, tức là phụ kiện trong hộp còn không có cả dây để nối. Các bạn chỉ có thể sử dụng tai nghe này dưới dạng kết nối không dây. Các bạn sẽ nhận được một chiếc receiver, một cọng cáp để sạc và cái tai nghe. Thực sự rất đơn giản vậy thôi. Ở trên bộ các bạn nhìn thấy đây, chúng ta có cái dòng chữ rất quan trọng cho nên mình sẽ nói thêm với các bạn, đó là low latency connection, kết nối độ trễ thấp. Các bạn có thời lượng sử dụng pin lâu lên 20 tiếng và có kết nối Bluetooth. Ở bên cạnh hộp sẽ có một vài thông số khá là ấn tượng ở đây, đó là cái giải tần đáp ứng từ 10Hz lên 23.000Hz. Nếu các bạn để ý thì các tai nghe thông thường thị trường, kể cả là gaming không, thì sẽ có giải tần đáp ứng khoảng tầm từ 20Hz lên 22kHz. Nhưng mà đây xuống khá là sâu, xuống tới 10Hz và lên tận 23.000Hz. Thì dựa theo thông số này, chúng ta có thể mường tượng được một cái giải âm tần nó rất là rộng rãi, cũng như giải âm trầm xuống sâu và giải âm high lên cao hơn. Ngoài ra các bạn sẽ có một số thông số khác như là khả năng kết nối tối đa là 10m này, có kết nối độ trễ thấp này, thời lượng pin này, trọng lượng, và trọng lượng là 398g. Đây là một chiếc tai nghe khá đầm và khá nặng. Bây giờ hãy cùng nhau nhìn bên trong cái hộp trước khi đi đến thiết kế của sản phẩm. Trong cái hộp này sẽ có rất nhiều giấy tờ bao gồm thông tin bảo hành này, hướng dẫn sử dụng này và một số thông tin tìm hiểu nhanh về chiếc tai nghe này. Cái này thì không quá quan trọng bởi các bạn đang xem video của mình rồi, thì trong nữa mình sẽ nói hết. Hai cọng cáp được tặng kèm của chúng ta là một cọng cáp USB A sang micro để sạc chiếc tai nghe này và một cọng cáp USB sang đầu female để nối dài cái receiver để gần lên trên mặt bàn cho gần chiếc tai nghe hơn. Thì đây là cái điểm không hay đầu tiên của chiếc tai nghe này, đó là cái thiết kế vẫn tương đối cũ. Mặc dù nó là chiếc tai nghe cao cấp nhưng mà vẫn chỉ sử dụng cổng sạc micro USB thôi. Khá đáng tiếc. Trước kia khi mà cái chiếc tai nghe này ra mắt, nó là cái thương hiệu Sennheiser, tức là chúng ta chỉ biết đến là Sennheiser GSP670 thôi, chứ không có logo EPOS. Thì nó ra mắt cách đây khoảng tầm hơn 2 năm rồi. Với cổng micro USB thì mình có thể hiểu được. Nhưng mà hiện tại khi mà chúng ta đổi brand name sang EPOS thì mình đang hy vọng rằng họ cải tiến một chút về thiết kế, ít ra là cho cổng USB Type-C vào đây. Nhưng mà rất tiếc, chúng ta vẫn chỉ có cổng micro USB. Quay trở lại với chiếc tai nghe thì đây là thiết kế của nó, trông rất đầm và rất chắc chắn. Thực sự thì mình cảm giác chiếc tai nghe này nó có cái gì đó khá là hầm hố và game thủ, mặc dù nó không có led RGB, nhưng mà kiểu thiết kế này nó sẽ phải tùy mắt người nhìn mà thấy đẹp. Đối với mình thì mình thấy nó rất đẹp, không gì để chê cả. Đàn ông kiểu manly không sẽ thích kiểu dạng như này, còn chị em phụ nữ khả năng sẽ thấy chiếc tai nghe này nó hơi hầm hố quá, hơi bị to quá. Thì nếu các bạn là một người như mình có đầu to và có tai to sẽ cảm thấy thiết kế này nó rất là phù hợp. Nhưng mà vì đây là một chiếc tai nghe có hai loại kết nối, đó là nó có cả wireless 2.4 và có cả Bluetooth, thì 2.4 kia khác đương nhiên phải cắm receiver sử dụng trên các thiết bị như kiểu laptop hay PC, còn Bluetooth sẽ dành cho chủ yếu các thiết bị di động. Nhưng mình không nghĩ rằng anh em sẽ đi ra đường thể dục thể thao hay là các bạn đi du lịch mà cầm tai nghe này theo đâu, bởi vì trông nó rất là hầm hố, nó sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Thế nên rằng cái tính năng Bluetooth theo như mình thấy là sẽ phù hợp với những người nào chơi game mobile. Và trước khi nói về thiết kế hay nói về chất lượng âm thanh thì mình muốn nói luôn một cái này rất là hay, đó là cái kết nối Bluetooth chiếc tai nghe này. Mặc dù hãng không nói quá nhiều về cái khả năng Bluetooth, không nói là công nghệ Bluetooth bao nhiêu hay là có tính năng gì hay, aptic gì cả, nhưng mà cái rất hay khi mình test ở trên smartphone đó là sử dụng chơi game thì cái độ trễ trên chiếc tai nghe này gần như không có. Không hề nói gì về game mode cả, nhưng mà gần như không có độ trễ. Các bạn thể chơi game bắn súng được, mình có chơi thử game bắn bao thì cái âm thanh nó phát ra gần như là tức thì với hành động xảy ra trên màn hình, thì chơi game khá là đã. Chiếc tai nghe này anh em mà chơi game gọi là try hard, Free Fire hay là PUBG hay là những cái game gì mobile bắn súng thì khả năng chiếc tai nghe này sẽ phục vụ các bạn tốt vì gần như không có độ trễ.
Bây giờ nói về cụ thể thiết kế, chúng ta có headband liền như vậy này, không có cái gì di chuyển cả, không gập lại được. Nó chỉ có một chút du di ở phần ear cup này thôi, một chút du di để xoay chuyển làm sao cho phù hợp với form đầu của từng người, chứ nó không gập lại được, không gập 90 độ được, không xoay ra xoay vào được. Hoàn toàn chiếc tai nghe nó sẽ cứng đờ như vậy thôi. Cái micro sẽ là micro liền, cũng không thở sử dụng được luôn. Và các bạn có cái tính năng đó là gạt lên sẽ tự động tắt, chứ bạn gạt xuống các bạn sẽ nghe tiếng tạch một cái. Đó là micro được kích hoạt. Và cái tay micro này nó có một chút cái độ cọ quậy để các bạn có thể bẻ ra bẻ vào cho gần hay xa miệng tùy từng người, nhưng mà nó không tháo rời được, anh em lưu ý. Ở bên tay ngay bên phải chúng ta sẽ có một núm xoay. Đầu tiên mình dùng chiếc tai nghe này thì mình không biết rằng cái núm xoay để làm gì, bởi vì nó khá là nặng, cũng như là cái núm xoay này để bật tắt và chỉnh âm lượng, nhưng mà nó không có những cái viền ở bên ngoài để tóm cho nó chặt. Tức là tóm vào cái viền này để xoay cảm giác nó chưa thoải mái cho lắm, nó hơi trơn một chút. Nhất là anh em nào mà tay khô lại còn dùng trong kiểu mùa đông nữa, vặn cái này cứ trơn tuột tuột thôi. Thì cái núm này các bạn vặn hết xuống sẽ cảm giác có một cái nấc nó khá nặng. Các bạn vượt qua cái nấc đấy nó sẽ là tắt cái tai nghe đi. Tức là đây sẽ là công tắc on off. Khi anh em vặn ngược lại qua nấc đó thì sẽ điều chỉnh volume. Đúng vậy, điều chỉnh volume và on off ở ngay cái núm này luôn. Đó. Còn ở bên cạnh cái núm này các bạn có một cái con lăn nữa. Con lăn này để điều chỉnh là voice chat mix. Tức là như nào? Cái chiếc tai nghe này khi các bạn cắm receiver vào máy tính nó sẽ nhận làm hai kênh, một kênh main audio và một kênh voice chat audio. Thì các bạn có thể chỉnh các phần mềm ví dụ như TeamSpeak hay là Discord là dạng kênh voice, thì các bạn lăn con lăn này nó sẽ tăng giảm âm lượng của kênh voice đó. Đó, tức là con lăn này sẽ là của kênh âm thanh tổng thể này, toàn bộ này. Con này tăng giảm âm lượng của kênh voice để các bạn điều chỉnh sao cho phù hợp. Nếu mà các bạn cảm giác là mấy ông trong Discord nói to quá, khó ngay tiếng game, anh em có thể lăn con lăn này để giảm đi. Đây là một tính năng rất là hay. Ở ngay phía dưới con lăn này các bạn sẽ thấy có một nút bấm nữa. Nút này sẽ nút function mà các bạn tùy chỉnh ở trong cái phần mềm của EPOS Gaming Suite. Thì cái nút này các bạn có thể tùy chỉnh, ví dụ như là thay đổi chế độ surround sound. Chiếc tai nghe này là tai nghe 2.0 thôi, nhưng mà có giả lập 7.1. Anh em có thể tùy chỉnh này thành thay đổi chế độ surround sound được hạn, hay là thay đổi profile của tai nghe. Thì ở trong cái phần mềm các bạn thì tùy chỉnh rất nhiều thứ, và trước nữa mình sẽ nói thêm phần mềm này sau. Còn ở bên trái thì các bạn sẽ có một cái cần gạt nhanh. Cần gạt này nếu các bạn đang bật chiếc tai nghe thì gạt một lần nó sẽ thông báo là chiếc tai nghe còn 30% pin. Đây thì khá là hay mà anh em không cần phải theo dõi trên phần mềm. Các bạn gạt phát là tai nghe sẽ báo là còn 30% pin bằng tiếng Anh, chứ không bằng tiếng Trung Quốc. Vì tai nghe này là thương hiệu Đức nên là nó dùng tiếng Anh là tiếng quốc tế, nên các bạn thì nghe được phần trăm pin luôn. Các bạn có đèn báo hiệu ở đây và một cổng sạc micro USB. Thì cái cần gạt này ngoài việc báo thời lượng pin thì chúng ta có thể gạt vào và giữ, nó sẽ kích hoạt chế độ pairing Bluetooth. Thì đó là cái ngoại hình tổng thể của chiếc tai nghe này. Bây giờ để tùy chỉnh kích cỡ đầu làm thế nào, các bạn có thể kéo ra kéo vào cái phần headband này như vậy. Đó, để tăng giảm kích cỡ. Và mình là người đầu rất to thì cái kích cỡ to nhất là rất thoải mái với đầu của mình rồi. Mình nghĩ rằng không ai cần kích thước to nhất như thế này. Và ngoài ra bên trên các bạn thấy không, phần headband có khoảng trống này, chúng ta sẽ còn có hai cái thanh trượt nữa. Thanh trượt này nó sẽ là có cái lõi kim loại ở trong cái headband, nó sẽ di chuyển ra và vào. Thì nếu các bạn đẩy hết sang hai bên này thì cái độ kẹp nó sẽ giảm đi, nó đeo dễ chịu hơn một chút. Còn anh em là muốn kẹp chặt thì đẩy hai cái này lên trên, nó sẽ kẹp chặt hơn khá khá. Cơ mà đối với cái cảm giác của mình, có lẽ một phần tại vì mình đầu to hoặc là vì mình khó tính, mình thấy rằng cái tai nghe này kẹp vẫn tương đối chặt. Anh em cần đeo một thời gian để break in nó một chút, cho cái headband này nó giãn ra một chút thì nó sẽ dễ chịu hơn và phải làm quen hơn một tí. Thì không biết bạn thế nào, anh em đeo tai nghe thường thấy sao? Chứ mình đeo cái chiếc tai nghe của mình là chiếc Artist 9 thì đeo một thời gian rất là lâu, mình thấy rằng là để nó rất nhẹ nhàng, mình đã quen rồi. Khi mà sang chiếc tai nghe này thì thấy nó kẹp chặt hơn tương đối. Các bạn mất thời gian làm quen, nếu không sẽ cảm thấy rất là mỏi tai. Thế nên là đây là một điều các anh em cần phải lưu ý. Và như mình nói trong rất nhiều video về gaming gear, dù là chuột gaming hay tai nghe, thì các bạn nếu có cơ hội hãy đến nơi bán, và cụ thể lần này là đến SV House để đeo thử, trải nghiệm thử xem nó phù hợp với mình không trước khi mua. Trước khi đi đến phần trải nghiệm thực tế về chất âm, về chất lượng micro, thì còn một điều nữa về thiết kế mình muốn nói với các bạn, đó là hai cái miếng nhựa ốp ở bên ngoài này, các bạn nhìn thấy không, logo của EPOS đây, thì anh em có thể cậy ra được. Đó, các bạn thể cậy ra được. Thì đầu tiên mình cũng chưa biết cậy ra làm gì. Sau khi mình nhìn lại, mình nghĩ lại thì khả năng rằng tương lai Sennheiser hoặc EPOS sẽ bán những cái miếng này với các cái thiết kế khác nhau, màu sắc khác nhau, logo khác nhau, để các bạn có thể tùy biến cái chiếc tai nghe này. Nhưng hiện giờ thì mình chưa thấy thông tin gì cả. Nhưng mà cái việc là cậy ra được bằng tay như kiểu nắp pin của các cái điều khiển ấy, thì nó khả năng sẽ cho các bạn một cái sự tùy biến nhất định. Bây giờ hãy nói đến trải nghiệm nghe và chất âm. Cái ear cup này có cái lớp da tương đối dày và rất êm ái, cũng như là nó rất là rộng rãi. Các bạn đảm bảo có thể đeo cái này vào mà sẽ phủ hết tất cả tai của bạn. Ở viền ngoài của cái earpad sẽ là da, còn bên trong sẽ là một dạng lớp vải nỉ. Và tai nghe này có cái passive noise cancellation, tức là cái sự cách âm bị động rất là tốt.
Khi bạn ốp tai nghe này vào tai thì nghe được rất ít âm thanh ở môi trường. Và cụ thể là khi mình dùng tai nghe mình quen, mặc dù nó cũng là dạng tai nghe close back này và có đệm da này, đeo nó ốp khá chặt vào tai, nhưng mà mình vẫn nghe được xung quanh môi trường tương đối nhiều. Còn khi đeo chiếc tai nghe này thì gần như là điếc luôn. Nó là điếc không hẳn, nhưng mà nếu các bạn bật video, các bạn nghe nhạc, các bạn chơi game thì đảm bảo các bạn sẽ không nghe thấy người ngoài nói gì với bạn cả, bởi vì nó cách âm tương đối tốt. Cơ mà nó là một cái điểm trừ dành những người nào mà đầu hay ra mồ hôi hay sử dụng mùa hè mà không điều hòa thì sẽ tương đối là nóng. Nhưng mà vì cách âm tốt này nên trải nghiệm âm thanh rất tuyệt vời. Bây giờ nói về cái trải nghiệm âm thanh đi. Thì chúng ta, như các bạn đã biết, ngay trên vỏ hộp có đề cập là cái tần số đáp ứng từ 10Hz lên đến 23kHz. Nên là giải tần âm thanh rất rộng và thực sự âm thanh chiếc tai nghe rất đã. Ít ra đối với tai của mình, các cái vị trí không gian âm thanh, từng cái nhạc cụ ở đâu hay là các cái vụ nổ trong phim, mà nhất định phim nào mà hỗ trợ âm thanh surround ấy, các bạn có thể để bật cái chế độ giả lập 7:1 lên, thì không gian âm thanh nghe rất là rộng rãi, nghe rất sướng. Và những cái bài nhạc mà có nhiều giải âm trầm hay những cái phim nào nhiều kiểu dạng bom đạn phát nổ ấy thì nghe rất là sướng, bass rất khỏe, rất trầm. Và cái giải âm 2, nhưng mà mình nhận thấy là cái giải âm 2 mặc dù nó trong trẻo nó tốt, nhưng mà cảm giác nó hơi bị đẩy lên nhiều quá, nó hơi bị gắt quá. Nếu các bạn nghe những cái gọi là game hoặc những cái phim các bạn xem nhiều, các bạn sẽ cảm giác rằng cái giải 2 hơi bị quá đà. Nhưng mà rất may mắn là Sennheiser và EPOS có cái phần mềm để tùy chỉnh. Phần mềm tùy chỉnh rất thông minh. Mình chỉ có một cái chê phần mềm này, đó là cái phông chữ rất nhỏ, rất khó nhìn. Nhưng còn cái giao diện phần mềm rất dễ dùng và cắm vào phát nó nhận luôn. Mỗi tội là cài xong phần mềm bắt reset máy hơi củ chuối tí, cắm phát nhận luôn. Các bạn có thể tùy chỉnh cái giải tần âm thanh với các profile có sẵn, như là kiểu là eSport này, các bạn có thể flat này, flat là phẳng này, các bạn có thể chỉnh profile để xem phim này. Nhưng mà nếu anh em thích có thể tự tay kéo các giải tần âm thanh lên, thì như mình dùng ở chiếc tai nghe này, mình tùy chỉnh cho phù hợp với cái tai của mình nhất. Mình đã kéo cái giải âm trầm xuống một chút cho nó bớt, giải âm trầm nó bớt huỳnh huỳnh đi, và cái giải âm mid mình kéo lên, giải âm 2 giảm một tí tẹo, thì mình cảm giác nó cân bằng rất nhiều và rất phù hợp với tai của mình. Còn anh em nghe thử, các anh em sẽ có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với tai từng người. Nhưng mà mình thấy tai nghe này cái giải tần âm nó rất là rộng, nên các bạn thì tùy chỉnh rất thoải mái để phù hợp với bất kỳ nhu cầu nghe nào. Còn bây giờ về cái micro này, mình không nhớ chính xác Sennheiser quảng cáo như thế nào, nhưng mà cái micro này là thứ họ nói rất là nhiều, gọi là gì ạ, broadcast quality microphone, tức là micro có cái chất lượng gọi là để gì ạ, lên TV, lên truyền hình. Đấy, nghe rất khủng khiếp. Đầu tiên nghe tưởng nó chắc là xạo xạo thôi, nhưng mà không. So với chiếc tai nghe gaming gọi là phổ biến thị trường có giá từ vài triệu đồng cho đến 5-7 triệu đồng, thì đây công nhận là một trong những micro tốt nhất. Âm thanh nghe rất sạch, cực kỳ sạch và rất rõ ràng, và cái gain của nó rất là tốt. Tức là tùy micro nhé, có những micro thì gain khá là tệ, các bạn phải để sát vào miệng, phải nói to lên nó bắt được gain. Nhưng chiếc tai nghe này gain rất là tốt, bắt âm thanh rất rõ. Và cái hay nữa là cái phần mềm nó cho các bạn hai tính năng. Một là tùy chỉnh cái chất âm của các bạn khi ghi micro này. Nó có mặc định này, có chỉnh warm và clear. Warm tức là chỉnh cho giọng nó ấm lên nhiều bass hơn này, còn clear là tăng giải hai lên cho nghe rõ hơn để các bạn chơi game gọi là voice chat với cả đồng đội cho nó rõ ràng. Thì có tùy chỉnh rất hay. Và cái hai nữa là noise cancelling. Mình không biết là ở trên cái micro hay là trên cái tai nghe này nó có phần cứng gì không, hay chỉ đơn giản là thuật toán phần mềm thôi, nó khử ồn. Thì khi bật cái noise cancelling lên, đúng là giọng bị nén lại một tí và mất đi một chút cái giải âm trầm, cái độ ấm trong giọng, nhưng mà cái tiếng môi trường gần như bị khử hết. Mình cứ bật điều hòa, bật quạt xung quanh và chơi game, quạt máy tính rú rất là nhiều, nhưng mà khi bật sang cái chế độ noise cancelling thì gần như âm thanh nó đã biến mất, nghe giọng rất sạch. Thì đây là cái micro thực sự rất ấn tượng. Nếu mà các bạn sử dụng cái tai nghe này để chơi game thì đảm bảo rất nhiều đồng đội sẽ ấn tượng với cái chất lượng giọng nói của bạn ở trên game. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo 1 2. Đây là âm thanh ghi lại từ micro của chiếc tai nghe Sennheiser EPOS GSP 670 với setting micro mặc định và noise cancellation ở mức tối đa. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây là âm thanh ghi lại từ micro của chiếc tai nghe Sennheiser EPOS GSP 670 ở setting mặc định và không có chống ồn. Alo 1 2. Còn lại những điểm nhỏ nhỏ khác, ví dụ như các bạn nếu mà băn khoăn là kết nối nó ổn định hay không, Bluetooth là làm sao hay tương tác như nào, thì mình rất vui thông báo các bạn là kết nối rất tốt, không có gì để chê cả. Và khi các bạn sử dụng cái này để chơi game thì gần như không độ trễ. Mình không biết là Sennheiser có gọi là làm gì với công nghệ hay thứ kia cả còn họ không, nhưng mà cái độ trễ gần như không có. Các bạn thể thoải mái chơi game bắn súng, mà mình chơi Valorant rất nhiều thì gần như không có một tí độ trễ nào ở đây cả. Các cái hành động trên màn hình hiện ra như nào thì âm thanh phát ra trên tai ngay lập tức như thế, rất là ok, chơi game cực kỳ ngon. Cơ mà sau cùng ấy, mình thấy những điều sau tổng kết lại để các bạn có thể lưu ý. Đây là một chiếc tai nghe cao cấp, công nhận với nó là thiết kế nó rất là cao cấp, nó chắc chắn, nó đầm, không có gì cọt kẹt đây cả. Nhưng mà một số điểm trừ như sau, các bạn cần lưu ý trước, đó là nó khá nặng.
và nó kẹp vào đầu tương đối chặt, thì anh em cần phải trải nghiệm thử để xem nó phù hợp mọi người hay không. Cái tiếp theo đó là thiết kế nó cồng kềnh, micro không tháo rời được và chỉ có cổng micro USB. Đó là những điểm trừ chiếc tai nghe này. Còn được gọi là gì? Chất âm cực kỳ ngon so với một chiếc tai nghe gaming. Đúng mà, đắt tiền thì đương nhiên nó phải nghe ngon, nghe rất hay. Các bạn thể dụng để xem phim được, xem phim rất ổn, xem Netflix, những cái phim nào hỗ trợ âm thanh chất lượng cao nghe phim rất sướng luôn. Bùm bùm đong đoàng chiếu chiếu nghe rất đã. Chơi game rất ngon, không gian âm thanh cực kỳ tốt, micro sạch, nghe rất thích. Chúng ta có thời lượng pin khá là tốt, xem phim chơi game liên tục khoảng tầm 20 tiếng. Các bạn có phần mềm rất là ngon, tùy chỉnh được rất nhiều thứ, xuất ra hai kênh âm thanh để tùy chỉnh cho volume chat riêng và volume game riêng, cũng rất là ok. Thì các bạn thấy nào, với cái mức giá là 6,3 triệu hàng chính hãng thì anh em thấy nó có đáng hay không? Và các bạn có quan điểm gì về chiếc tai nghe này, hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Còn nếu các bạn muốn mua một chiếc thì nhớ đến SP Health, link dưới phần mô tả video. Nhớ like video và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ gặp lại các bạn trong nhiều video khác. Peace!